Xin mến chào các bạn ha, hôm nay đi ra đồng các bạn. Ở tỉnh Tây Ninh thì thấy wow, một cái chiếc máy cày màu xanh lè nhìn lạ quá các bạn ơi. Nó đang hình như là nó cuốn cái này không phải là rơm mà là cái cây đậu phộng á. Cây đậu phộng sau khi thu hoạch ha, thì họ cuốn lại đem về cho bò ăn hay là đắp vườn á các bạn. Giờ mình đi theo cái chiếc máy cày cuốn dây đậu đi hình các bạn xem á. Ồ, con này màu xanh lè, John Deere hả ta, đã vậy. Hồi nhã chưa từng thấy cái con John Deere mà nó cuốn luôn các bạn. Ồ, chắc là John Deere rồi. Con này nhìn còn đẹp nè, không biết nhiêu tiền ha. Đó, để tiện thì nhã hỏi cái anh tài xế để các bạn cập nhật giá cả nha. Đó, các bạn thấy không, máy cày John Deere. Wow, máy cày John Deere các bạn. Wow, đẹp quá nè, John Deere. Ok, năm 2004. Dạ. Yeah. Nó cũng đẹp quá. Con này đẹp quá các bạn. Năm 2004 ha. Con này không biết mấy máy nữa. Đó, cái dàn cuốn nó nhìn lạ lạ các bạn, không biết phải của Nhật không ha. Ồ, đẹp quá, đúng là John Deere thiệt. Nó cũng cột dây này nọ khí thế ha. Rồi ra cuộn nè, để ra nhớ nghĩ cái dàn cuốn này không phải của Nhật các bạn ơi, chắc Trung Quốc quá, bởi nhìn nó không có đẹp bằng Nhật. Còn cái chiếc John Deere thì đẹp thiệt, năm 2004. Theo cùng cảnh máy cày Tây Ninh được cuốn dây đậu phộng ha. Ồ, đẹp quá, còn mấy đường nữa, siêu phẩm luôn. Con này là siêu phẩm luôn hả các bạn. Siêu phẩm. Máy cày nhìn nó chắc cú, đúng là cái máy của Mỹ ha. Mỹ nhìn chắc cú thôi. Của Mỹ nhìn chắc cú và vú ha. Thôi ở trên nó mắc được cái võng ngủ nữa các bạn. Nhưng cái này là một cầu nha. Wow, hút chưa nè, nó hút chưa ha. Dàn cuốn này của Nhật hay gì mà nhìn thấy cũng là lạ anh. Rồi dướng dây, rồi dướng dây các bạn, chỉnh lại chỉnh lại ha. Ủa anh, cái chiếc John Deere này mấy máy anh? Ba máy hả? Này giá nó cỡ nhiêu ta, 150 không? Con này cỡ 150 không anh? 200 mấy luôn hả? Ồ hả? Cái đợt trước tôi quay ở nhà máy đường á, cái con gì nó nói 5,5 tỷ. Ghê quá, hiệu John Deere này dữ ha. Không mà cái hàng Mỹ nhìn nó chất lượng hơn mấy cái chiếc ở đây. Kho này nó đâu có cửa ha. 200 mấy luôn các bạn ơi. Cái này có 200 mấy triệu ha. Ồ, John Deere mà. Nó chiếc John Deere 200 mấy triệu. Anh nói các bạn. Hồi nãy nói hình như là 3 máy. Một, hai, ba. Ba máy các bạn. Nó có cái ba cái cộng dây ở đây nè. Ba máy nha. Ba máy. Nó để là dual power color shift. Ba máy các bạn. Đẹp ha. Đó là con John Deere này nhìn đã quá.
ở dưới đây mà công nhận người ta chơi sang ha, Sài Gòn đe chạy cuốn dây đồng hộng luôn các bạn. Đi vòng cho các bạn nhìn xem những cày Gòn đe xứ Thanh Ninh trộn khoảng 200 mấy triệu luôn. Ồ, mắc ha, nhưng mà đẹp. Gòn đe năm 2004. Gòn đe năm 2004 quá đẹp các bạn, máy cày quá xịn. À, tới luôn nè. Wow, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá các bạn ơi, siêu phẩm luôn. Nhà mê con này á. Quá đẹp. Còn nó quay đầu nữa, còn nó đẹp cỡ nào nữa ha. Các bạn thấy không, cứ vào đây nhìn xuống nè, chụp vào đây nhìn xuống, quẹo đầu lên. Quá đẹp các bạn. Gòn đe năm 2004. Các bạn thấy không, cắm máy cày rất thông minh. Như thế các bạn. Ồ, nó cuốn vô nè, cái dàn cuốn phía sau á. À, mới lật đầu hả? À, bữa có quay chía rồi. Mới máy cài hơn. Mới máy cài hơn. Cái chiếc của anh 3 máy phải không? Chứ anh phone mấy ngàn ta? 3 ngàn hả? Cỡ 80 triệu không? Giờ tới nhiêu? Xin chào ba. À, bữa tôi quay cái chiếc 130 triệu. Khán giả nó lên, cái có thằng nó mới tính mua chứ bộ. Cuối cùng hỏi lần chủ, nó nói trời tao chạy hết cái mùa này coi tính làm sao. Đó, các bạn thấy không, máy cày Thanh Ninh hả, các bạn thấy không, cảm máy cày Thanh Ninh. Wow, nó nhả ra, nó cài đẹp quá các bạn. Nó mê rồi đó. Đúng là nó gần gần quay đã 3 máy. Con này 3 máy nha, năm 2004 Gòn đe của Mỹ đó. Con này Gòn đe của Mỹ các bạn, nhập nguyên chiếc nha. Siêu đẹp luôn. Nhưng mà cái dàn cuộn sao nhìn thấy hình như nó không phải loại xịn. Nghe tiếng máy nó kêu dữ lắm các bạn. Tiếng máy của cái dàn ở sau để mà cuộn dây đồng hộng á, kêu lắm. Cái chỉ sao dứt nè, dứt lên trên thẳng hàng, thẳng hàng trên này cũng dễ làm ha. Các bạn thấy không, khung cảnh máy cày xứ Tây Ninh năm 2021 ha, như thế nào ra làm sao. Wow, hay quá ha. Còn những chiếc Gòn đe hay quá. Rồi xuống luôn. Xuống luôn, xuống luôn. Cậu con này chạy khí thế ha. Wow, cũng một sót lại. Đó, các bạn thấy không? Rồi xuống luôn. Còn đẹp siêu phẩm. Quá đẹp các bạn.
đã. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều nha.